Trời ơi. Ôi dồi ôi. Ôi. Cấm bức nhìn trộm. Nhìn thấy rồi còn đâu nữa. Nhìn thấy hết rồi. Có lên nhiều cân đâu. Cười cái gì mà cười. Chỉ tăng có chút xíu thôi mà. Tăng có chút xíu thôi mà. Chút xíu á? Mắt mày lé à? Như thế mà bảo là chút xíu. Ừ thì nhiều một chút xíu. Có ảnh hưởng gì đâu. Môn tiếng Việt cô giáo chuẩn bị dạy mày thì cô giáo bị ốm đúng không? Lên hẳn 10 cân mà kêu là chút xíu. Mẹ ơi, mẹ xem nó này, nó sắp biến thành con lợn rồi đấy mẹ ơi. Thôi cứ tình hình này thì mẹ nghĩ cuối tuần này mẹ không mua phô mai que đâu. Suốt ngày ăn thôi. Sao? À, con biết rồi. Mẹ không mua phô mai que, nhưng mà mẹ sẽ mua gà phô mai cho con đúng không? Bao giờ con hết tăng cân nhiều chút xíu thì mẹ mới mua phô mai que trở lại cho mà ăn. Bây giờ giảm cân đi. Mẹ ơi, thế còn con? Mẹ, con thì được ăn thoải mái đúng không mẹ? Con không tăng cân một tí nào luôn. Không, không được. Con là anh cơ mà, con phải gương mẫu cho em chứ. Con mà ăn gì đâu, bốn mắt tị nạnh thì làm sao? Nói chung là mẹ nghĩ cả hai anh em đều phải nhịn, không ăn phô mai que gì cả. Phô mai của ta. Anh làm cái gì thế? Anh làm cái gì thế? Tao ấy là tao cũng chẳng thèm ăn phô mai đến mức đấy đâu. Nhưng mà ngoài cổng trường có bầy phô mai ngay. Làm sao mà ta chịu được không? Tất cả là ta cú mắt đấy. Đã thèm ăn, đã nghiện rồi mà con cứ bày đặt. Thôi được rồi, để em quyết tâm giảm cân là mẹ sẽ mua cho phô mai chứ gì. Đúng rồi đấy. Nhanh lên, đứng dậy giảm cân đi. Đứng dậy. Chúng mình đã quyết định á, là một thử thách là chấm tất cả mọi thứ với phô mai. Hôm nay có cái gì ăn á, mình đem ra chấm với phô mai hết. Ăn cả thế giới với phô mai luôn. Bởi
Bởi vì mình chúng mình quá thèm rồi, phô mai à. Đã nhịn ăn lâu lắm rồi mà cay phô mai bao nhiêu lâu rồi. Hôm nay mới được thả cửa này, sẽ ăn hết sạch luôn nha các bạn. Hết sạch luôn cho phô mai nha. Rồi, thì á, mình và em bố mắt đã đun chảy ra rồi này. Đấy, đun chảy ra nha. Là để xem món đầu tiên mình sẽ ăn cùng với phô mai là gì nè. Đây chính là cái suất cơm buổi trưa của chúng mình đây. Bây giờ chúng mình sẽ cùng ăn nhá. Tớ ơi, bây giờ là mình sẽ là ăn đùi gà, còn anh tóc xanh sẽ ăn cơm chấm với phô mai. Nguyên nhân của tất cả mọi chuyện nên là em bố mắt sẽ ăn cơm, còn mình sẽ ăn gà. Để là cho công bằng, vì là đáng nhẽ ra mình là không phải là người bị cấm ăn đâu. Nhưng mà em mới được mùi mua như thế. Thế thì thôi được rồi, em sẽ ăn thêm salad và thêm dưa chuột, ok rồi. Thế là quá công bằng rồi đúng không các bạn nào? Chúng mình hãy cùng ăn đùi gà chứ nhé. Đây, đây là một chiếc đùi gà nướng. Mình sẽ chấm nó vào phô mai nha. Ui, ngon quá. Ui, ngon quá. Ngon chảy nước mắt luôn đấy. Các quỷ tóc xanh. Các bạn ơi nhìn kỹ, kỹ xem cái miếng này xem. Ui, nó ăn với phô mai nó béo ngậy luôn. Ác quỷ tóc xanh lắm luôn. Chọn ngay ngon chứ. Thôi được rồi, trong lúc anh tóc xanh ăn cái đùi gà này mình sẽ ăn cơm. Bình thường thì mình chưa bao giờ ăn cơm với phô mai cả luôn ý. Đùi gà với phô mai ai mà chẳng biết. Có cơm ăn với phô mai là không ai biết. Thế mình cần phải có em bố mắt ăn. Đấy, phô mai của mình chảy chảy này. Hôm nay mình đã trộn hai loại phô mai vào ăn cho nó khác biệt luôn. Mình ăn thử xem cái cơm xem như nào nhá. Cũng ngon đấy. Ngon. Hay là tại miếng đầu phô mai của mình nhưng mà cũng rất là ngon luôn. Thôi ăn nốt đi, anh vô đi bữa cơm cuối cùng rồi. Ăn xong cái này em bố mắt sẽ chẳng tăng về số cân như cũ các bạn ơi. Ăn cả món phô mai này mình hề luôn, béo. Béo lên tận não luôn. Béo ngậy ngậy luôn. Còn mặn mặn nữa chứ các bạn ạ. Là phô mai này, phô mai của mình mẹ mình mua ở trong siêu thị. Không phải là loại phô mai que đâu. Thật ăn vị là... nó rất là lạ. Thật sự là nếu như mà ăn với cả món cơm gà này thì là hoàn hảo đấy. Cho thêm vào ăn siêu ngon và béo ngậy nha các bạn. Bởi hôm nay chúng mình sẽ không ăn những cái món bình thường mình hay ăn như kiểu là tteokbokki này hay là mì tôm này. Chúng mình sẽ ăn toàn món lạ thôi. Vì những cái món đấy là quá phổ biến rồi. Đúng không? Thôi bây giờ chúng ta sang món mới nhá. Và món thứ hai đó chính là bánh bò xiên vừng các bạn ơi. Lâu lắm rồi mình mới ăn các bạn ạ. Mình đã tìm mãi mới tìm mua được cái bánh bò xiên vừng này đấy. Úi, là cái hương hoa này sao nó không kéo sợ nhau được vậy. Đấy, hôm nay mua nhầm loại. Nó vẫn là phô mai. Vẫn là phô mai nhưng mà nó lại không kéo được sợ. Ngon. Hợp mà. Hợp thực sự luôn đấy. Mình thấy ăn cũng hợp lý. Về cái bánh bò xiên vừng này cũng có mặn mặn mà ăn là với phô mai rất là hợp, nó thêm tăng thêm vị béo nữa. Tưởng là vô lý nhưng lại khá là thuyết phục đấy. Không ngờ luôn. Khá ăn đó, chính cái bánh bò xiên vừng này đã làm cho vị phô mai giảm độ béo và độ ngấy đi và nó ngon lên rất nhiều luôn. Wow, cặp đôi mới mà mình phát hiện ra. Ngon. Như cái phô mai chi đà này hơ hoa không khỏi gần đỡ sợ được khoảng. Nhưng mà ăn nó lại ngon hơn phô mai bình thường đấy. Nãy giờ chúng mình ăn toàn món ngon rồi các bạn ạ. Không biết là cái món tiếp theo sẽ là món gì đây. Cầu mong. Bổ dưa hấu thôi, làm gì đâu mà tăng. Rồi, hết rồi. Món tiếp theo là món dưa hấu nha các bạn. Dưa hấu phô mai, trời ơi. Đừng ai nhìn thấy chúng mình ăn thế này mà bắt trước nha. Không biết là hai món này thật sự có thể ăn được với nhau hay không các bạn ơi. Chúng mình sẽ hy sinh thân mình để thử món này.
phô hấu phô mai. Chờ quýt cho nhanh. Đây ạ. Mời các bạn nha. Hẹn gặp lại. Không đến nỗi đâu. Không đến nỗi nhỉ. Như kiểu là cái dưa hấu nước không dưa hấu ấy, nó trung hòa hết cái phô mai luôn các bạn ạ. Thực ra ăn khá giống salad. Đúng. Bởi vì bọn mình ăn salad có phô mai bên trong mà cũng có cả dưa hấu bên trong luôn. Đúng. Hai anh dùng dưa hấu làm salad mà. Đúng. Vẫn ăn được. Thực ra mình còn thấy món này rất ngon đấy chứ. Trời ơi, ngon quá. Trời ơi, phô mai đúng là chân lý rồi. Món tiếp theo sẽ là trái bắp ngô. Này, bây giờ mình cũng được ăn thử thôi. Ngô ăn với phô mai này sẽ thế nào đây các bạn? Là mình sẽ thử ăn thử một miếng nhé. Hey, nghe cái mùi đã thấy rất là hợp rồi đấy, thơm rồi đấy. Trời ơi, ngon quá. Sao lại ngon như thế trời. Ngon mà. Đừng làm cái mặt đấy. Ngon quá. Ngon quá. Ngon không? Mình đã bảo rồi, cái này mình ăn rồi mà. Nếu mà bắp nướng thêm mỡ hành nữa này, em cho thêm phô mai vào, ôi ngon lắm luôn ý. Ngon xong ngon hết. Ủa, ngon hết cả phần của món khác luôn ấy. Ngon hết. Các bạn ấy cảm giác như kiểu là cái ngô mà mình vừa ăn như là một món gì của một nước gì ấy. Đúng rồi, như kiểu một món lạ mới, không phải một món ngô như là một món như là một phong cách châu Âu quý tộc của một sắp đi học kỳ rồi. Chúng ta cũng không quên cái món ăn vặt cổng trường đâu. Đây, món mực bento nè. Đúng thế, ba món đùi gà thơm cay. Ôi ôi, sao đến món cuối cùng mà ghê đấy. Biết là em không ăn món này ấy. Kinh quá. Ăn nó sao ra? Ăn hăng. Không mà ngáy ngái. Cay xè nữa chứ. Cay không. Cái này không cay. Cái món mực này bên tổ tới lại có cái vị tanh tanh ấy. Cái vị tanh tanh nó không hợp với phô mai một tí nào luôn. Cái này thì có vị hồi hay vị gì ấy. Vị của đồ ăn vặt Trung Quốc. Rất là cay. Và mình xong tất cả các món vừa rồi. Mình thích nhất là món dưa hấu. Mình thích nhất là món bắp phô mai luôn. Dưa hấu ngon hơn nha các bạn. Còn bây giờ video của chúng mình đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nhá. Bye bye, bye, bye.